ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và người thân nha. Xuân Mỹ hồi sáng giờ đi công việc, vừa mới về tới, tranh thủ lên video hầu chuyện cùng mọi người. Và câu chuyện hôm nay cũng xoay quanh những vấn đề liên quan đến cụ Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Như thường lệ, bây giờ thì Xuân Mỹ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Đây, kênh YouTube Hồ Văn Cường Official thì vẫn 166.000 người đăng ký. Quý khán giả nhớ truy cập ha. Chúng ta nghe ở đây nó có những cái danh sách phát nè, chúng ta có thể thích, chúng ta thích thì chúng ta nghe nhiều. Chúng ta nghe những cái album khác nhau đây nè cả nhà. Chúng ta thích thì chúng ta chọn, còn không thì chúng ta chọn theo bài. Xin lỗi cả nhà. Chúng ta chọn theo bài ở đây. Ha, chúng ta chọn theo bài. Ai thích nghe gì thì chọn ha. Ngày nào thì Xuân Mỹ cũng phải nghe Cường hát. Một trong những cái lý do mà Xuân Mỹ nghe đó là để cho kênh tăng tương tác với khán giả trên YouTube. Đơn giản vậy thôi cả nhà, mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì Xuân Mỹ qua trang fanpage. Fanpage bên Facebook thì 17.000 người theo dõi, với cái email làm việc liên quan tới âm nhạc là Hồ Văn Cường contact.hovancuong@gmail.com ha. Để chúng ta có thể truy cập và chúng ta tương tác để theo dõi những cái phần live của Cường nè. Đây, xoay quanh câu chuyện nấu nuôi ha. Hơn 3.000 khán giả giống như sôi sùng sục theo cái nồi nuôi, phấn khích sôi sùng sục theo nồi nuôi, bởi vì lâu thiệt là lâu rồi, từ tháng 7 năm ngoái chùa Bát Nhã cả nhà nhớ không, rằm lễ Vu Lan năm ngoái tới giờ cậu Út mới like nấu nuôi. Mỗi một rồi còn nấu nuôi xong còn nói cô nào có quán hủ tiếu nuôi cho con hay con lại con mở cái bên cạnh tranh nữa chứ. Nghe thấy rung rinh không mọi người? Tới hôm nay thì Xuân Mỹ nghĩ chắc còn rung rinh, nhưng mà qua cái câu chuyện đời thường của Cường á, chúng ta thấy ngoài ca sĩ Hồ Văn Cường trên sân khấu mà khán giả gặp bao lâu nay, thì cũng có một Hồ Văn Cường đời thường rất là tề gia nội trợ, đúng không? rất chi là tề gia nội trợ, giỏi bếp núc. Thật ra là Xuân Mỹ nghe thông tin là có rất là nhiều người nói là Cường nấu ăn ngon nha, mà Xuân Mỹ nghĩ cũng đúng thôi. Bởi vì sao? Lúc trước là ở bên kia là người ta có cái quán chay, trước tiên là ổng biết nêm nếm gia vị chay rồi, cho nên là ổng nấu thì chắc là ngon rồi. Thì nhiều người nhận xét như vậy, tức là được ăn món ăn của Cường nấu thì người ta nhận xét là ngon, còn Xuân Mỹ chưa được thưởng thức lần nào. Hy vọng một ngày nào đó cũng được thưởng thức như vậy, mà chắc còn lâu, tại vì không biết có dịp nào mà ăn uống gì mà được Cường nấu, đúng không cả nhà? Cho nên thôi mình ăn online đi, mình ăn nuôi online để vui chung vậy. Bây giờ thì tin tức sẽ được chuyển sang tin của Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen vừa có cái tút gần nhất đón chờ siêu phẩm Hoa Sen Class Tour from Insider cùng giảng viên Lê Âu Ngân Anh, dành cho các bạn yêu thích ngành quản trị sự kiện nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và sẽ học những gì. Nhân vật thân thích của nhà Sen không ai khác chính là giảng viên Lê Âu Ngân Anh, sẽ hóa thân thành một sinh viên đột nhập các lớp học để khám phá một ngày học tập của sinh viên Hoa Sen như thế nào. Không để các bạn phải chờ lâu, series Hoa Sen Last Tour from Insider sẽ được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần. Còn chờ gì nữa mà không nốt ngay chiếc lịch hấp dẫn này đi. Rồi giờ mọi người nghe nha.
Leo Ngân Anh qua hậu biển Hồ Đại Dương. Bây giờ là thạc sĩ giám đốc trung tâm tổ chức sự kiện của Đại học Hoa Sen đó cả nhà. Cô giáo đó nha, xịn sò đó. Đi học ở nước ngoài về á. Đấy, đột nhập những cái lớp học ở Đại học Hoa Sen. Này nó có tiếng nhạc cho nên là Xuân Mỹ cho nó nhỏ nha cả nhà. Rồi. Các bạn qua sinh viên Đại học Hoa Sen, các bạn học sinh, phụ huynh, quý phụ huynh quan tâm tới sự kiện này. Đó. Thời gian là đây Xuân Mỹ xin đọc lại nha. Phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên fanpage của Đại học Hoa Sen. Mọi người nhớ note ha, phụ huynh học sinh cũng có thể tìm hiểu tại vì cô ấy dẫn mọi người đi tham quan từng lớp học của Đại học Hoa Sen mà. Chúng ta có thể xem và chúng ta xem giờ Xuân Mỹ vào đó là thông tin của Đại học Hoa Sen hay cả nhà. Giờ Xuân Mỹ vào trang nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ổng cũng giỡn nè. Sau tháng 5 tôi hay có duyên với trai đẹp quá ta, không lẽ ba chấm. Trời, cái anh nhạc sĩ này anh cũng khá hài hước đó cả nhà, chứ không đùa đâu nha, bởi vì ảnh làm show cũng vui. 2 năm trước ở trạm ký gửi một nỗi buồn, 2 năm sau ở Nhâm Nhi Guitar ai cũng đẹp hết trừ tôi. Show 2 năm trước tôi làm hot cũng cười dữ lắm, không biết show năm nay làm sao. Làm đạo diễn dẫn chương trình đây. 2 năm trước, 2 năm sau, hai cái poster cách nhau 2 năm đó cả nhà. Cái tút anh Nguyễn Minh Cường anh viết đó, vui ha. Hy vọng là chú cháu của Song Cường, Hồ Văn Cường và Nguyễn Minh Cường có hôm qua thì anh Ngọc Sơn ảnh cũng có một cái live stream dạo quanh sở thú Berlin. Đây cả nhà, con gấu trúc ha. Theo chân anh Sơn tham quan sở thú ở Berlin. Này con gì cả nhà? Hải cẩu. Đấy. Sơ sơ vậy nữa Xuân Mỹ sẽ cắt một đoạn cho cả nhà xem lại ha. Giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường fan club. Xong rồi Xuân Mỹ sẽ quay trở lại show diễn hay cả nhà, các show diễn. Đây, ngẫu hứng hát một đêm say nè. Lại gần hôn anh đi, khi con tim không còn.
trên đầu. Thì đời ma em hay hay, em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh đi, ngày hôn con đi, gần hôn con. Con sẽ nói con yêu mọi người. Xuân Mỹ rất là thích cái câu đó, lại gần hôn con đi, con sẽ nói con yêu mọi người. Đấy, à, ở trong fan club ha cả nhà, đang dẫn lại những cái bài hát, những cái câu nói, những cái đoạn giao lưu của Cường. Nè, đây. Đó, chị Kim Khoa đó. Lại gần ôm con đi hả? Lại gần ôm con đi. Cái lúc này mà ảnh vừa nói xong cái có một cô lên tặng quà ôm liền, cái thêm một cô nữa, cái nói chết rồi chết rồi chết rồi. Cái cái cô kia nói ai biểu con kêu lại gần ôm con đi, nói vậy vậy mai mốt con ít biểu chút xíu ha. Trời rất là dễ thương, có những câu giao lưu rất là đáng yêu, rất là hóm hỉnh lém lỉnh nữa nha. Chứng tỏ là Cường là một cậu thanh niên xuất thân từ một cậu bé, nhưng mà lớn mình theo dõi từ lúc bé không, nhưng bây giờ trở thành thanh là một chàng trai rồi thì rất là thông minh ha, rất là thông minh lém lỉnh, chứ không phải nhút nhát lúc đó là giống như là mới bị sự cố thôi, chứ còn giờ giao lưu là rất là có khán giả cũng may bên may thì họ cũng có một cái shot, một cái đoạn ngắn nè. Anh về miền Tây, mây lang thang đăng này cả nhà. Cái này là của show Hà Nội mùng 6 Tết. Cái bộ đồ này ha, bộ đồ có vẻ hoa văn nè, nhìn là biết liền. Thì fan của Cường cũng share vô đây. Tại sao mà fan của Cường đăng những cái thông tin, những hình ảnh, những cái đoạn giao lưu, những cái đoạn hát của Cường vô cái trang này? Bởi vì đây là cái group chung của fan, để fan bày tỏ cái tình cảm đối với Cường, bày đăng những cái chia sẻ, những cái thông điệp lan tỏa cái tình yêu thương với Cường. Cho nên là qua đây thì Xuân Mỹ cũng rất là hy vọng, rất là hy vọng và mong muốn mọi người hãy vì cái tình yêu thương đó đặt cái trái tim mình đúng chỗ cho Cường. Tức là hãy cho tôi một ngăn nữa trong chiều ngăn trái tim tôi để dành một cái tình yêu thương cho Cường. Dĩ nhiên chúng ta trong cuộc sống chúng ta sẽ có rất là nhiều lo toan, đúng không? Cơm áo gạo tiền, gia đình, báo hiếu cha mẹ, lo cho con cái học hành, lo cho sự sống của chúng ta. Nói chung là chúng ta có rất nhiều lo toan. Xuân Mỹ không có cần mọi người dành trọn trái tim đâu, bởi vì làm gì mà có cái việc mà dành trọn trái tim, không có. Trái tim đó chúng ta phải chia ra một phần cho ba mẹ, một phần cho con cái, một phần cho tình yêu. Tình yêu đây là vợ chồng, tình yêu đôi lứa, tức là phải có một sự yêu đương ở bên ngoài nữa. Và cái tình yêu idol, một góc trong trái tim thôi, nhưng mà phải giữ chặt cái góc ở trong trái tim đó và giữ chặt cái tình yêu thương đó với idol. Còn những cái phần khác chúng ta cũng phải lo, như Xuân Mỹ nói là chúng ta cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Ví dụ như Xuân Mỹ bây giờ là Xuân Mỹ phải lo cho cái bạn nhỏ, nhà Xuân Mỹ chuẩn bị tuần này là bạn ấy đang thi học kỳ 2 nè, đang thi học kỳ 2 rồi, xong rồi lo cho bạn ấy vào lớp 6 ha. Đó, nhưng mà vẫn dõi theo Cường, đúng không? Vẫn để ý quan tâm những câu chuyện xoay quanh đến Cường và theo dõi show diễn của Cường. Thế thì cho nên là chúng ta hãy giữ một cái phần trong ngăn, một cái ngăn trong triệu ngăn trái tim mình, dành cái tình yêu thương cho Cường mà phải sâu sắc, phải tận tường, phải am hiểu. Thương nhưng mà phải sâu sắc và am hiểu, đừng có thương nửa vời. Và cũng hạn chế, tức là kiềm chế cái tôi của mình lại đi, kiềm chế cái tôi cá nhân của mình lại. Xuân Mỹ biết ai thì cũng sẽ có những cái, mỗi người có một cái bản tính khác nhau. Bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài, anh em trong nhà thì mỗi người một tính, chứ huống hồ chi mà người dân nước lã từ khắp nơi tụ về chung có một idol, đúng không?
Cho nên có những việc mà liên quan tới mang tính chất cá nhân thôi, chúng ta lược bớt đi. Chúng ta lược bớt, chúng ta hãy giữ cái gì chung cho idol thôi. Ví dụ chúng ta có những cái short video, chúng ta có những cái hình ảnh, chúng ta bắt gặp được những cái khoảnh khắc của Cường mà chúng ta bắt gặp, chúng ta chụp lại được thì chúng ta đăng lên đây ha. Rồi chúng ta đi show, chúng ta thể hiện, ví dụ đây, cái đoạn này đó, rần rần lên kết show như vậy đó ha. Thì chúng ta đăng lên, hạn chế bớt cái gì cá nhân đi, để cho cái chỗ mà đu idol nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Bởi vì đây là giải trí mà, đúng không cả nhà? Xuân Mỹ nói đây là giải trí mà, Xuân Mỹ cũng mong chỉ đến đó nghe Cường hát và con tim của mình nó vui vẻ, ấm áp khi mà được đu idol. Rồi tinh thần của mình thư thái khi nghe những cái bản nhạc Cường hát mà nó đúng với cái sở thích của mình. Vậy đó. Rồi đó ha, là đó là nói về cái sự yêu thích đu idol, cái tình yêu thương đặt đúng chỗ. Một ngăn nhỏ thôi, cho tôi xin một ngăn nhỏ trong chiều ngăn trái tim tôi, trái tim tôi. Cái bài này là cái anh này anh tỏ tình, ảnh tỏ tình đối với cô gái là cho tôi xin một ngăn nhỏ trong chiều ngăn trái tim em. Rồi hãy cuối cùng là những người kia rồi sẽ ra đi nhưng mình tôi ở lại. Tức là hàng triệu người đeo đuổi em nhưng cuối cùng người ở lại với em là tôi. Nó bài hát đó là như vậy cả nhà, nó có là bài hát. Giờ Xuân Mỹ sửa lại là xin cho tôi một ngăn nhỏ trong chịu ngăn trái tim tôi để dành tình yêu thương cho Cường. Hàng triệu người rồi đi nhưng tôi vẫn là người ở lại bên em. Đó, tức là ở đây mình thay đổi vị trí, đối lập là mình, ngược lại là mình dành trái tim yêu thương cho Cường là chỉ một ngăn thôi là đủ rồi cả nhà, bởi vì chúng ta còn nhiều cái mối lo toan khác nữa ha. Ai mà nói là tôi dành trọn trái tim yêu thương cho Cường thì là Xuân Mỹ cũng không tin đâu nha, bởi vì trong cuộc sống chúng ta khó mà dành trọn trái tim cho ai lắm, cũng phải phân chia ra chứ cả nhà. Đây, show 30 tháng 5 thì còn hơn 100 vé, Xuân Mỹ đã chia sẻ với cả nhà rồi ha. May Sài Gòn 30 tháng 5, hôm nay là 14 rồi, còn 16 ngày nữa. 16 ngày nữa ha. Rồi còn 17 ngày nữa, 18 ngày nữa vì có 31 tháng 5, còn 18 ngày nữa tới show 1 tháng 6. Rồi. Còn hơn 18 cộng 8 là hơn ha, 3 tuần. Hơn 3 tuần nữa thì sẽ tới show 8 tháng 6. Thì bây giờ show 3 tháng 5, show 30 tháng 5 chứ, show 30 tháng 5 thì còn vé 1.2.950 và 750 ha, còn hơn 100 vé. Rồi show 1 tháng 6 thì còn vé 1.7, 1.3 và 1.000.000. Show 8 tháng 6 thì còn vé 1.9, 1.7, 1.500 và 900 ha. Quý khán giả nào muốn book vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ số 0913136109. Xuân Mỹ sẽ kết nối với bạn Hồng Phước để đặt vé cho mọi người, rồi đăng ký ở khách sạn, đăng ký ngủ khách sạn, đăng ký xe gì đó ha. Thì kết nối với Xuân Mỹ ha. Đó là những cái thông tin, đó là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ về cậu Út Gò Công cũng như show diễn, những show diễn ha. Chúng ta hãy tập trung show đi mọi người, chúng ta hãy tập trung show diễn của Cường. Và bên May bán vé như vậy là cũng khá khá ha. Trong cái điều kiện hát cho phòng trà, hát những cái show diễn mini như vậy mà vé lúc nào cũng 300-400 như vậy là bầu show cũng đã đạt yêu cầu và cũng chứng tỏ cho thấy là người hâm mộ vẫn yêu mến ca sĩ idol mà có cái mini show đó. Thành ra là chúng ta, nếu mà chúng ta đã nói là vì yêu thương Cường thì chúng ta hãy chú ý show đi, chúng ta lược bớt những cái gì mà nó không liên quan tới show, nó mang tính chất tình cảm riêng tư cá nhân á, cảm xúc cá nhân á, cảm xúc cá nhân á, thì chúng ta để qua một bên. Chúng ta nói chung vì cái tình yêu thương cho Cường thôi ha. Và yêu thương này là yêu thương trên tinh thần là tự nguyện mà, tự nguyện đến, cho nên là cũng không ai ép buộc ai phải cố gắng làm cái này làm cái kia, hoặc là thay đổi mình con người mình trở thành một con người khác vì là yêu Cường. Không có, Cường cũng không có muốn mọi người như vậy. Cường muốn mọi người hãy là chính mình,
hãy sống là chính mình, yêu Cường thì là yêu Cường, nhưng hãy hãy là chính mình thôi ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ vào tin xã hội nè. Một vụ án mạng đau lòng xảy ra ở tại Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 là tối hôm qua, tại nhà mình, ông VH sinh năm 50 ở huyện Yên Thành, Nghệ An xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Thuận sinh năm 64, trú cùng xã. Trong lúc xô xát thì ông Thuận đã dùng dao tác động vật lý làm ông H đăng sức. Hai người khác vào căn ngăn thì bị ông Thuận tác động vật lý trọng thương. Sau khi gây án, ông Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ. Một cái vụ cả nhà thấy gì, một mâu thuẫn mà một người ra đi, hai người bị thương ha, rất là nghiêm trọng. Rồi một vụ ở Vĩnh Long nữa, để Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe. Không phải là Vĩnh Long mà là một phó giám đốc ở Cần Thơ bị bắt cóc tống tiền giam qua Vĩnh Long. Ngày 13 tháng 5, công an Hậu Giang đã bắt giữ 4 đối tượng. Tin này được đăng trên báo Giao thông nha cả nhà. 4 đối tượng bắt cóc một phó giám đốc công ty để đòi tiền chuộc. Các đối tượng là Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thanh Nguyên ngụ ở Đồng Tháp, Nguyễn Quốc Thanh ở Cần Thơ và Lý Minh Chánh sống lang thang. Theo thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 5, anh C là phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế thi công nội ngoại thất, trụ sở tại thành phố Cần Thơ, đến Châu Thành A, Hậu Giang để gặp khách hàng. Đến 11 tháng 5, gia đình anh C nhận được tin nhắn của anh C đã bị nhận được tin nhắn là anh C đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Lo ngại cho sự an toàn của người thân, gia đình anh C đã chuyển trước 44,5 triệu đồng, đồng thời báo vụ việc đến công an huyện Châu Thành A. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xác minh điều tra với quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. 100 cán bộ chiến sĩ của công an Hậu Giang được huy động theo dõi. Chỉ trong vài giờ, công an xác định Nghĩa và Nguyên là hai anh em ruột là chủ mưu gây ra vụ này. Cả hai đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Được sự phối hợp của công an Vĩnh Long, đến 0 giờ 10 phút ngày 12 tháng 5, công an đã bắt giữ được Nghĩa trong lúc đối tượng đang di chuyển trên đường thuộc khu vực huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Khai thác nhanh thì Nghĩa khai nhận địa điểm tạm giữ nạn nhân là một căn nhà thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Khoảng 30 phút sau thì các mũi trinh sát tiếp cận bao vây nơi giam giữ con tin. Phát hiện công an, Nguyên dùng dao trấn áp con tin, đồng thời yêu cầu công an cung cấp ô tô và thả Nghĩa để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn. Sau 2 giờ kêu gọi vận động thuyết phục nhưng bất thành, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hậu Giang cùng các trinh sát lợi dụng đối tượng sơ hở ập vào khống chế Nguyên, giải cứu con tin an toàn. Lời khai của các đối tượng là 6 giờ ngày 13 tháng 5, các trinh sát đã bắt Thanh và Chánh khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Đồng Nai. Bước đầu làm việc thì nhóm này khai nhận do nghiện ma túy nhưng không có tiền để mua. Thấy anh C là phó giám đốc một công ty gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc cùng bắt cóc để đòi tiền chuộc. Để thực hiện, các đối tượng dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà tại Long Hồ và một căn nhà tại khu dân cư ở huyện Châu Thành A. Sau đó các đối tượng liên hệ anh C đến căn nhà ở khu dân cư tại huyện Châu Thành A đã để làm hợp đồng trang trí nội thất. Khi anh C đến thì các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa nạn nhân về căn nhà thuê ở tại Long Hồ, Vĩnh Long. Sáng 11 tháng 5 thì các đối tượng sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội, anh C liên lạc nhiều lần với gia đình yêu cầu chuyển 10 tỷ vào tài khoản của anh C thông qua dịch vụ VNPay. Cả nhà thấy là manh động ha, nghe y như trong phim, nhưng cuối cùng anh đã bị bắt đây. Các đối tượng bắt cóc đã bị bắt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt.
cái gì cũng vậy, ở đâu cũng có luật pháp, ở đâu cũng có cơ quan, có lực lượng bảo vệ luật pháp, thành ra là không thể nào mà một tay che trời được, đúng không cả nhà? Và cũng không thể nào ngồi xổm lên pháp luật mà làm những cái hành vi sai trái, cho nên làm sai thì bị xử lý thôi, bị bắt và xử lý. Đó là những cái câu chuyện mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả trong hàng triệu cái câu chuyện xảy ra trong một ngày 24 giờ. Cả nước sẽ có hàng triệu câu chuyện xảy ra, và ở cả thế giới cũng có hàng triệu câu chuyện xảy ra. Nhưng mà những cái câu chuyện đó đương nhiên trong cuộc sống nó sẽ xảy ra ít nhiều, nếu chúng ta có cái sự bình tâm cẩn trọng và chúng ta suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết một vấn đề gì đó, thì chắc chắn những cái rủi ro, những hạn chế nó sẽ giảm đến mức thấp nhất, hệ lụy nó cũng giảm mức thấp nhất. Đồng ý không cả nhà? Trong cái câu chuyện yêu đương của Cường cũng vậy, đua idol với Cường cũng vậy, đua idol, yêu idol nha, chứ không phải yêu đương trai gái nha. Thì từ mà khi mà chúng ta bùng lên cái câu chuyện năm 2021 tới giờ, ngay cả chính trong nội bộ fan của Cường cũng có rất là nhiều cái câu chuyện xảy ra lùm xùm. Nhưng mà cả nhà thấy Cường vẫn tỉnh táo, đúng không? Cường vẫn tỉnh táo, Cường không có bị nghiêng về phía nào hết. Bởi vì con đã nói rõ là hoạt động của fan là fan, hoạt động của ca sĩ là ca sĩ, khi nào ca sĩ có show thì fan mua vé đi show, ca sĩ không có dính dáng vô chuyện của fan. Cho nên là ca sĩ phải tĩnh tâm suy nghĩ cái kế hoạch của mình là đại học Hoa Sen phải học cho đàng hoàng, rồi nhận show thì phải tập dượt cho đàng hoàng, cho tới hôm nay ổn định được cái việc học và nhận show khi mà lịch học có thể sắp xếp được lịch show thì đi diễn show để kiếm sống cho gia đình, nuôi lo nuôi ba mẹ các cháu, lo chi phí cho gia đình mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái sự nỗ lực của Cường. Cho nên nếu mà ai đó thật sự mà yêu Cường thì sẽ người ta sẽ tự nhiên người ta sẽ biết làm gì, và người ta sẽ gạt bớt cái tôi của mình đi để người ta đến với Cường với trên tinh thần là tự nguyện. Bởi vì yêu idol là giải trí mà, tự nguyện đến, thấy không thích thì đi, đừng có ề à, đừng có kêu ca, đừng có than buồn kể khổ. Than buồn kể khổ làm cho những người xung quanh người ta mệt mỏi thêm, trong khi giải trí là cần phải thư thái đầu óc, đúng không cả nhà? Rất mong mọi người hãy suy nghĩ và hãy có cái sự lựa chọn đúng đắn ha. Đã nói yêu idol thì nên nhẹ nhàng thư thái thôi, còn nếu cảm thấy nặng nề quá thì ở nhà theo dõi từ xa, ủng hộ qua online ha cả nhà. Đó là quyền lựa chọn của chúng ta, không ai bắt ép chúng ta hết ha. Đừng có than buồn kể khổ khi đua idol, bởi vì việc đó là việc tự nguyện chúng ta chọn. Video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like thì không mất tiền, chỉ mất thời gian bấm cái ngón tay cái ở dưới ngón tay bên trái video thôi. Còn lại thì mọi người nhớ truy cập kênh Hồ Văn Cường để tăng tương tác giữa kênh với khán giả. Bên Facebook thì mọi người nhớ truy cập trang fanpage của Cường để cùng tương tác và giao lưu với trang fanpage. Và chờ khi nào ảnh có live stream nữa mình vô mình là giao lưu ha. Rồi, chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào ạ. Ngày mai nắng vẫn còn buồn.